Xin chào anh em nha, chào mừng anh em quay trở lại với Leo. Và ngày hôm nay mình quay trở lại Mac đây. Hiện tại thì đội hình này là đội hình chơi lâu dài của mình. Mình sẽ hướng tới đó chính là một là Scorpion, đó là cối tên lửa. Và hai chính là Aranaut, ừ, bắn tỉa. Mình nhận thấy là cái lối chơi bắn tỉa của con này mình thấy là đẹp mắt hơn anh em ạ, đẹp hơn những con robot khác. Cái lối di chuyển mà con bốn chân nó đem lại cho mình thấy khá là yên tâm đấy. Với lại thì đội hình này nó cũng có pháo súng vàng thì nó cũng có này, robot huyền thoại thì cũng có, với lại thì robot sử thi cũng có mà robot thường cũng có, cho nên mình thấy như thế là mình chơi tạm ổn rồi. Chung là anh em cũng khuyên mình là nên đổi con nhện đi, nhưng mà thôi, mỗi người mỗi lối chơi này, mà mình cứ chơi theo ý của mình là được rồi, game mà, đúng không? Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp tục nha. Và ba bạn này thì bận rồi cho nên là chắc mình sẽ chơi một mình, dĩ nhiên là chơi thôi, nó yêu cầu cái gì thì chơi đấy. Tử vong này, mình lâu lâu mình vào mình cài kiểu tử vong rồi này kia nó cũng vui vui đấy, nhưng mà sợ là mấy map nó không cho mình chơi bắn tỉa thôi. Dù gì thì chủ lực của chúng ta vẫn là con gì nhỉ, con Onyx, đúng rồi, chủ lực của mình là Onyx và Bander nha anh em. Mình đang cài chung mỗi tuần mình cứ vào mình cài tí để mà có ít icon mình nâng cấp robot thôi, hoặc là nâng cấp vũ khí. Chung thì chặng đường ở bên này nó khá là dài đấy. Game này bên CS Play mình lên mình xem đánh giá thì cũng có nhiều bạn là nói là game hút máu đồ này kia, game nó tệ. Mà thôi, mình thấy là cứ chơi được là thấy ok rồi anh em à, đánh giá cũng không sao đâu. Tại vì đánh giá chỉ là một phía ô, mắt này mình chưa bắn tỉa được này. Hy vọng là mình có thể tỉa được ha. Giờ nè anh em ơi. Aranaut này. Đâu con Aranaut nó cầm đó là Gaurai phải. Đó hình như là Gaurai. Đúng không? Ôi trời ơi, mới vào mấy thanh niên bắn căng vãi chỗ anh em ơi. Ai da chữa rồi, mình sẽ thả tháp pháo ở đây. Chúng này một mạng. Bên điện thoại chơi nó dễ hơn anh em ơi, bên điện thoại mình bắn tỉa nó dễ hơn. Chúng nè, hai mạng liền. Quá được. Lâu lâu chơi lại kỹ năng bắn tỉa nó vẫn như vẫn ổn định, vẫn ổn định. Ai da chữa rồi. Thả tháp pháo ở đây cho chắc hàng ha. Ai da, trời ơi, được hai mạng thôi, nín rồi, từ từ tìm cơ hội mình tỉa cái phát này là trúng nè, đi nè, hay quá chờ anh em ơi, từ nha, trúng nè, đi luôn rồi, hay quá. Được, cho dù là gặp boss hay gặp gì đi nữa thì như thế này cũng gọi là ổn định rồi nha. Đấy, mấy bữa nay là tay nghề bắn tỉa của mình nó vẫn chưa giảm sút đâu, anh em cứ yên tâm. Trượt, trời ơi, chắc mình nghĩ là mình nên bắn tỉa tầm gần một tí ha, tầm xa quá mình bắn trượt. Trúng nè, đi luôn, quá tuyệt vời. Ơi đừng anh ơi, đừng hơn nữa mình vẫn còn sống, mình vẫn còn có thể sống sót để mà bắn tỉa tiếp. Trúng này, ok, mình thả mấy thấp pháo đây cho nó chắc ăn đấy mà. Trúng này, ngon, ok anh em à, lâu ngày vào lại game này mình chỉ thích có mỗi khẩu bắn tỉa thôi, nhưng mà mỗi tội là nó bắn trượt quá, bắn nhiều trượt quá, chắc là phải chơi nhiều nó lên tay thì mới gọi là VIP được đúng không. Mình thấy mấy ông trên YouTube mấy ông bắn tỉa ghê quá, mình cũng muốn được như thế, mình cũng muốn bắn tỉa lợi hại như thế. Đi nè, tới mấy thanh niên hết máu thì mình chỉ cần cho một viên thôi, hai viên, ai da, trượt rồi. Ok, mạng đầu tiên win nha anh em, và khá là thành công với con Aranaut, khá là đáng sợ. được, một phần nữa là do team mình nó cũng hay, có thể rồi nha, mình sẽ tìm đối tượng để mình tỉa. Trúng, ai da, sao không trúng vậy, rõ ràng là mình chắc à, nó nấp ngay cái đó rồi, nó nào không trúng. Ai da, oh what, nó tự đổi mục tiêu luôn kìa, mình tưởng đâu là mình tưởng nó là mục tiêu nó ơi da, trượt rồi, không được phong độ như trận đầu tiên em ơi, khả năng cao là mình cũng đi luôn á. Đi nè, giỡn hả đi nè. Ủa hình như là lâu ngày nó fix lại rồi, sao nó tự nhắm hay sao đó anh em à. Ai da, trượt rồi, quát. Ai da, quá trượt rồi, rồi nhé, mình để cái tháp pháo ở đây cho nó chắc ăn hơn ấy. Trúng nè, đi nè, ghê chưa, anh em thấy ghê chưa.
À dạ. À. Chết quá, chết quá. Tôi bắn tại quá, tôi bắn. Trốn nè. Mục tiêu nó không di chuyển nhiều thì mình có thể không trốn. Trốn nè. À dạ. Phạt 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 phạt. Nó không di chuyển, thằng nó không di chuyển. Cho một phát luôn, không di chuyển thì cho một phát luôn. Đi nè. Quá được anh em ơi, trận đầu tiên quá được, quá được, quá được. Từ nha. Ây da. Lấp, lấp ló, lấp ló. Đứng yên nữa kìa. Đứng yên nè, cho quan đi luôn. Mình nghĩ là trong thời gian tới mình nghĩ là mình sẽ nâng khẩu em này đó nè. Đó. Nâng lên được tí rồi chắc còn cũng có đau. Ok. Thắng luôn rồi anh em ơi. Được, 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 được. Ngon lành, ngon lành. Game này thì nó đỡ lắc hơn World Robot nha. Chắc là do một phần là đồ họa với lại một phần có thể là do đồ họa thôi. Đấy, mới vào được tiếng nhiệm vụ rồi. Làm nhiệm vụ hàng ngày thôi. Nhiệm vụ hàng ngày thì chắc là làm 3 bữa thì nó mới xong nha nè. Nhiệm vụ mà nhận cái Acorn á thì mình phải làm khá là nhiều thì nó mới tính. Đây này, nó tính là nhiệm vụ hàng tuần đấy, kiếm cứ điểm rồi này kia đấy. Được 20, được thêm 3.000 C, được thêm 3.000 con cũng được, không biết là còn cái nào nữa không. Chắc hết rồi. Đó, cái cỡ này thôi anh em ạ. Hôm nay là sáng chủ nhật mà không thấy là bạn nào chơi hết. Thôi kệ, mình vô mình chơi luôn. Tao cần tắt. Ô, vô bạn, tao cần tắt vô bạn ơi. Vô không bạn? ADF lôi chung là nếu mình này biết là có vào hay không. Mình mời thì mình sẽ mời đó là 2 lần nha anh em. Ok, vào rồi. Hello. Hello. Lên video nha. Ôi, đi rồi, đi rồi hả? Đi rồi thôi. Mình đợi tí coi ổng có nhắn lại không nha. Chung ngày hôm nay chủ nhật mà chơi mình thì nó cũng hơi buồn. Sẵn vào nhận cái này luôn. Đúng rồi, nó fit lại cái vụ mà đợt trước á anh em. Nó có một cái đợt đó là sử dụng 2.000 Acorn thì nó không còn cho 30, không chọn còn cho 30 cái tài nguyên Acorn nữa, cho nên là nó fit lại rồi. Nhiều dân chuyên nghiệp người ta chửi quá nên là như là nó fit lại rồi. Chắc là ổng không chịu vào rồi. Ổng vào thì thôi ha, mình chơi mình đây. 10.000 Acorn này, 10 Acorn nha, cũng khá là quan trọng. Nói chung là 10 Acorn nó cũng quan trọng lắm chứ đùa. Nên em không thể nào xem thường 10 Acorn được đâu. Đó, bây giờ chặng đường của mình nó đã gần lên 1.000 rồi. Bây giờ cố gắng làm nhiệm vụ hàng ngày nữa là nó đẹp luôn. Rồi xem ra là bạn không vào rồi. Thôi kệ. Bạn không vào thì tôi chơi. Ý, hai người luôn nè, mời ha. Sợ là ông nhân gia minh này vào quá là ông đánh đội đó anh em ạ. Mình chơi không lại á. Nhưng mà thôi kệ đi, ngày hôm nay chủ nhật mà, cho chơi cùng anh em rồi cho nó vui. Biết là có ai vào hay không. Ok, mình mời 2 lần rồi nha. Tầm này thì chắc là không vào rồi, mình sẽ chơi mình. Đà này mình cứ chơi tử vong thôi. Có sự kiện thì cứ cài nha, tại vì thường là nó kết thúc sự kiện mình sẽ có thêm tài nguyên. Còn con robot mới ra thì mình nhìn thấy nó cũng khá là giống Sentinel nhưng mà nó ốm hơn anh em ạ. Mình có coi rồi. Có bộ cái gì mới nữa hay sao đó. Chỉ có mỗi là tử vong này thì đứng ở đây mình bắn tỉa xuống. Sợ là trận này gặp người chơi thì mình lại khổ nữa. Đấy, có một thanh niên Trung Quốc rồi. Cẩn thận là trên hết nha. Ôi trời, chạy căng vậy. Căng đây mày. Trời ơi, thanh niên nó rớt xuống đất chết luôn kìa. Đó, một miếng là đi miếng máu liền. Trời ơi, giật máu luôn. Đi nè. Đi nè. Đi nè. Ok, chơi anh em. Tỉa như thế nó phải gọi là. Đi nè. Ơ da, không chết kìa, trời ơi. Fuck. Fuck. Nó không chết kìa. Đi, ây da, trời ơi, đừng. À, cay thế nhỉ. Thằng đó mà nó tiếp cận tới mình thì mình chết chắc đây nè mà. Cẩn thận thôi. Ây da,
ai đó giết con đó đi, ai đó giết con đó đi, nhanh 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 nhanh. Ai da đừng tại sao không ai giết được nó hết vậy, trời ơi. Ừ khổ quá, khổ mà không chết thì mình bồi thêm viên đạn nữa. Rồi như này thằng Trung Quốc đó có vẻ nguy hiểm quá đi, mình không thể nào mà để cho nó sống sót quá lâu được. Hay à, xong đi luôn, vẫn còn chưa chết kìa. Đây à, à hay à, anh em mình chơi đỉnh đấy. Thua rồi, thua mạng rồi anh em, trận đầu tiên thua mạng rồi. Thôi à, không sao, tao chạy đi, trận đầu tiên mình tiếp cũng ổn rồi. Thua, ván đầu tiên nó thua rồi, không chắc là ván này mình phải chơi đó là pháo sấy thôi, để đứng từ xa bắn, mất công là đụng mấy con hàng kia nó mạnh quá chơi không lại, để đứng từ xa tỉa tỉa rồi mất công. Đây bắn chuyền bắn mấy thằng leo lên đây, đi nè đi nè. À vô chết rồi, nó like tôi rồi, có khi nào nó nhắm tôi không ta. em chưa có làm gì đó nha, tôi xin lỗi mày đi. Ghê hết á. Ôi trời, nó đụng nữa kìa, nó đụng nữa kìa, xe điện đụng nữa kìa. Mình chưa chết. Ừ, con quá, đụng chết thằng đó rồi. Hay quá anh em ơi. Được 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 được. Còn thằng đó kìa. Chơi nó, chơi nó, chơi nó. Ây da, tí xíu là nó giết tôi rồi. Lại thêm một cái pháo sấy nữa. Chết rồi, coi nào thua không ta. Đi nè. Lại thêm một cái nữa. Ây da. Trả lại coi nào game này thua không ta, mình nghĩ là thua đấy anh em ơi. Thua đấy. Ok giết được nó rồi, nói chung là mình tiêu diệt mấy cái pháo sấy trước thì nó sẽ chắc ăn hơn ấy, chắc kèo hơn ấy. Dạ đúng rồi. Ồ tí xíu là tôi ăn rồi. Một cái nữa, đi luôn, 11 mạng rồi, anh em cố gắng, anh em cố gắng, anh em cố gắng mà đừng đừng có phép, đừng có phép, đừng có phép, đừng có phép, đừng có phép mấy bạn ơi, không chết kìa, 12 điều rồi, trời ơi, có ai giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh khó khăn này không rồi, thầy da không chết kìa, đừng đừng phép, đừng phép, đừng phép, một mạng nữa, ừ, hên quá. Được anh em ơi, được 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 được, tiếp tục tiếp tục. Nói chung là mình uy hiếp team bạn khá là nhiều với pháo sấy này đấy. Nhưng mình phải lùi lại tí nha. Chung mình phải đọc là mình phải xem là bên kia thằng nào đang xài pháo sấy thì mình nhắm nó trước. Trong là nó nhắm mình trước thì mình không có cơ hội đỡ. Đây rồi. Lao lên rất là lực. Vâng, và đã đi rồi. Lại like nữa. Cẩn thận nha anh em, coi chừng mình bị ghim. Được. Không thể ẩu được. Ây da. Ây da, anh em cầm phóng đĩa đừng giết tôi kìa anh em. Ây da. Căng thẳng vậy. Đi nè. Ây da, đông 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 quá nè em ơi, con này đông quá. Chết ổng rồi, đi rồi. Ok đi, dù sao mình cũng cố gắng trong trận chiến này thôi. Không biết là ổng có biết mình hay không mà sao ổng like hoài thế nhỉ. Khả năng cao là cầm hỏa sấy đã biết ngay mà. Để ổng tiếp cận là nguy hiểm lắm nè. Ây da, có lựu đạn luôn ấy. Dạ, ổng còn lui kịp. Ổng mà lên thêm phát nữa là mình giết rồi. Bây giờ thua một mạng anh em ơi, vẫn chưa ổn. Ừ rồi nha, bắn từ từ nha, đi nè, đi không chết luôn. Ừ 15-12 rồi, cố gắng win anh em ơi, còn 5 giây nữa, 5 giây nữa. 2, 1.
Rồi, ok. Và chiến thắng là thuộc về team mình rồi anh em ơi. Một trận đấu cũng khá là nhiều cảm xúc. Được. Chung thì trong tầm 2 ngàn mấy lượt chiến thì mình chơi ổn đấy, chơi được. Tầm này thì khỏi lo, có vấn đề đó là thua thiệt. Chỉ có trừ khi là mấy bạn, các bạn của mình vào chơi chung lực chiến cao thì mình mới sợ thôi. Tầm này thì không lo lắm. Ok, nhiệm vụ hàng ngày mình xong rồi. Có nhận gì nữa không? Nhận thêm cái nữa ha. Được thêm cái rương nó cũng ok phết. Đó. Rồi, ok anh em, hiện tại thì mình vẫn chưa nhìn thấy đó bạn bè nào đang online cả. Bất ngờ chưa? Tao cần hết nè, bất ngờ chưa? Mời nhá. Mời không biết là có vào hay không. Vào thì chơi, không vào thì thôi. Trong thì chủ nhật thì mấy bạn tự cài thôi, mình vũ với mình vô mình chơi, gặp ai thì mình mời. Ý vô rồi kìa. Vô thì chơi bạn ơi, lực chiến mình khá là thấp. Ok, chắc là trận này trận cuối nha, và mình chơi chung với bạn bất ngờ chưa, tức là có chơi không đây, để nhắn tiếng. Lực chiến ông cỡ này thôi chứ trời tử vong thôi. Thường là chơi mấy này mấy bạn sợ, bạn sợ tuột cái hạn gì đó, cho nên là mình sẽ không vào chơi cái đó, mình vào chơi cục móc một tí. Cứ tầm mà mỗi tuần thì mình vào game này tầm là 15-20 phút là đẹp rồi anh em ơi, cũng cần nhiều đâu. 3 trận thì đủ làm cái nhiệm vụ đó là triển khai robot có tích hợp phi công là được, là đẹp rồi. Map này thì chắc bà không chơi theo kiểu đó là bắn tỉa được rồi, vậy thôi mình chơi theo kiểu này ha. Mấy bạn đi giành trụ hết rồi cũng quan trọng đó. Con này mà một khi mình lên được 2 cái 6 lòng thì phải gọi là chúng sinh bình đẳng luôn đấy anh em ạ. Chúng sinh phải gọi là bình đẳng giới luôn á. Ê làm đời. Ây da, có thêm. Ây da, fuck, tại sao lại có thêm một con đó nữa vậy? Có thêm một con Gorilla nữa. Chết tôi rồi. Pha này chết tôi rồi. Không trúng kìa. Vãi cả trưởng thiệt. Súng này mặc dù nó mạnh thì mạnh thật đấy anh em, nhưng mà bắn chặt lắc không à. Chả đời, nó tới, nó kiếm tôi kìa anh em ơi. Anh em có ai hỗ trợ tôi không? Ồ, lượng đam cũng khá khá chứ bộ à. Đùa. Ngon đấy, được anh em ơi. Bên kia nó giành trụ quá trời luôn kìa. Ok, không ổn rồi. Mình đi xuống đây nhiều khi là bị hiếp khá là lớn đấy. Ôi rồi. Ơi, ôi trời, tí xíu là toang rồi. Xíu là rớt xuống vực rồi. Ngon lén. Đau đấy. Ê, tính ra mình nâng cái súng này lên nó cũng ngon đấy anh em ạ. Mình thấy bắn cũng được phết đấy chứ. Dạ. Ai à. Ai à. Khó gì. Game này khó gì. Trời ơi. Nên nó ở trên nóc kìa. Chết rồi. Chết tôi rồi anh em ơi. Chết rồi. Ai à. Ai à. Khổ quá, toàn là đồ 5 sao không. Mình làm sao không, sao mày chơi đi. Cành tỉa được không ta? Chết nè. Chết luôn. Lười. Khá là lười di chuyển cho nên là thôi kệ cho nó một. Đi luôn nè. Ok không? Ok không anh em? Tỉa được cái con kill shot đó rồi. Khá là khó chịu cái con đó đó. Nó lại leo lên nó nữa kìa. Ây da, team ơi, cẩn thận team ơi. Gorian. Ây da, rồi, ừ hay quá. Mình là có người đáp xuống ngay đó. Thằng cao có người trên này nè em ơi. Đứng ở đây mình chờ coi. Anh niên nó lại leo lên trên nó nữa kìa. Da, sao mà bạn có vẻ leo lên đó thế nhỉ? Leo xuống rồi mà nó đây. Ây da. Ồ, nó chết luôn rồi kìa.
Em chưa làm gì anh hết, anh trâu quá, anh trâu quải trưởng, ai da. Thua anh em ơi, này khó quá, khó rồi. Bây giờ lấy con nào mà chơi cận chiến với nó được đây, mình đâu thủ được nữa đâu. Ơi rồi, trời ơi. Thôi kệ không sao, game cuối nó hơi cùi bắp tí, anh thông cảm. Không vô xuống rồi mà. Ai da. Ai da da. Ai da, được tí đam. Con quỷ bò cạp đó nó mạnh quá nè mà. Thằng này bắn không vô được nữa đâu. Thua rồi, ai. Có thể giết được nó không? Nào. Ừ, giết được rồi, ngon quá. Ừ, rồi, đi luôn rồi. Và trận đấu cũng kết thúc. Không sao, mình làm được xong cái nhiệm vụ ba con chưa. Rồi, và xin cảm ơn bạn. Bạn gì? Bất ngờ chưa tham gia với chúng ta ngày hôm nay nha. Chung là ngày hôm nay mình chơi tầm như đó thôi, được tí nhiệm vụ là được rồi. Rồi, video mình tới đây kết thúc rồi, hẹn gặp em vào những video sau nha.